em chưa giờ đi Nhật, em nói chung là rất là hào hức những trải nghiệm, những cái mà nó rất là giống Nhật rồi. Trực thăng, trời sao em toàn là đi lên không vậy anh? Số em là thăng đó. Ờ, trời thăng, trời em tới Hạ Long là em được thăng. Bây giờ em muốn đi cái gì đầu tiên à? Em muốn đi tắm onsen. À, thế em hình như em nhìn thấy rồi đúng không? Đây. Đúng rồi. Yoko Onsen Quang Hanh. Trải nghiệm đầu tiên đưa Queen Ngọc Thảo đến với địa điểm được mong chờ nhất khi tới Quảng Ninh, đó là suối khoáng Yoko Onsen Quang Hanh. Dạ, cảm ơn chị. Em. Một mình Queen Ngọc Thảo giữa khu suối khoáng để thoải mái tận hưởng. Có lẽ đúng như MC Anh Duy đã nói, tắm cho thật sảng khoái để có thể bắt đầu trở thành Queen thực thụ. Và hãy nhìn Ngọc Thảo thảnh thơi như thế nào. Queen của chúng ta đang được tận hưởng một dịch vụ vô cùng thú vị, một liệu pháp thư giãn hiệu quả mà Gulliver không thể nào có được.